Shop Azun.com, shop đá ạt liên quân, PUBG Mobile uy tín, giá rẻ. We dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Kho Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong GTA 5 nha. Ok, ngày hôm nay sẽ là một cái thử thách vô cùng mới mẻ và mình nghĩ là chắc chả có cái channel nào có đâu. Ngoại trừ cái channel của mình ha. Đó chính xác là thử thách dùng tất tần tật tất cả các loại siêu xe mốt 1 tỷ mã lực, dùng kill của anh da đen và bay qua 150 con virus corona nha các bạn ơi. Nói chung là dạo gần đây viewer giảm quá. Mình nghĩ là do cái dịch tễ này, đâm ra mốt corona vô trong một cái thử thách luôn ha. Ok chưa? Thì ở chỗ này đây mình đang có một cái đoạn đường dài tới tận là 2000m nha các bạn, dùng để lấy chớt. Và đây chính xác là siêu dốc của chúng ta luôn nha các bạn ơi. Qua đây thì chúng ta có 150 con virus corona siêu to khổng lồ. Mỗi con này to và rộng và cao tới tận là 22,6m. Như hôm bữa livestream bạn nào xem chắc chắn biết Nó có xoay luôn nha các bạn. Đấy, mọi người thấy không? Virus mà, chứ đâu phải là một chữ cái vật động gì nên nó bò, nó xoay như vậy đấy mọi người ạ. Và ở chỗ này thì mình có gắn tới tận là 150 dãy số nha các bạn ơi. Từ số 1 đến số 150 tít ở chỗ kia luôn nha các bạn. Đó, đi như vậy nó hơi bị giật giật một tí này, tại vì virus mình ạt vô game quá là nhiều, rất là nhiều luôn ha. Và đây ha các bạn, đây chính xác là đoạn cuối con đường của chúng ta với dãy số là 150. Đang bị ngược nha các bạn. Cứ yên tâm nha các bạn, Khôi nói là Khôi làm được và Khôi làm chuẩn xác 150 con nha. Nó xoay nên đâm ra Khôi phải chỉnh dãy số cho các bạn dễ đếm các bạn ạ. Một channel có tâm lên làm như vậy à. Ok chưa? Thì tất cả các loại siêu xe nào mà khi mà đã bay qua mấy trăm chục con virus này rồi ấy, thì nó sẽ phải đáp vô cái tấm RAM này nha các bạn. Tấm RAM này thì y chang cái tấm RAM lúc đầu mà bay thôi ha. Ok chưa? Thì con xe nào mà đáp vô cái tấm RAM này rồi thì chính xác con xe đó nó cũng sẽ hoàn thành được cái thử thách nha các bạn ơi. Rồi, vậy là các bạn hiểu thử thách chưa? Rồi, và không nói nhiều linh tinh luyên thuyên nữa, bắt đầu thử thách nha các bạn ơi. Rồi vâng, và 3 2 1 đùa tí thôi, làm gì căng. Oxylip là chiếc xe đầu tiên của chúng ta nha các bạn ơi. Và ở chỗ này thì mình có mốt thêm một cái cây cờ Việt Nam nha các bạn, gắn đằng sau đi xe, nhìn cho nó gọi là thanh niên chống dịch. Rồi ok, bây giờ đi nha. À, và xe thì mình cũng mốt 1 tỷ mã lực rồi nha các bạn. Slow motion nó này các bạn này. Ui, slow motion cái cờ đứng yên luôn. Ui, lag. Ui, lag thế nhờ. Ui, tốc độ kìa. Tốc độ lên tận là 3000 rồi. Vâng, và tắt slow này. Tốc độ mình đo được khi bay là 3200 nha các bạn ơi. Và bay một phát một mút chỉ luôn nha. Bay rất là nhanh. Ui, và rất là thẳng nha. Wow. Có thể là qua được đấy các bạn ạ. Qua được nha mọi người ơi, Oxylip qua được nha. Trời, là một phát một qua rất là nhanh luôn các bạn ạ. Chỉ chắc chỉ trong vòng vài giây thôi. Ui, vẫn đang bay này. Cái này mà chơi tới tận 300 con chắc vẫn có thể bay qua được nha. Rất xa luôn. Ui, chưa đáp xuống dưới nước nữa này các bạn này. Rồi, bây giờ mới chịu tủng xuống dưới nước này các bạn ơi. Phải cả trưởng ạ, ở đâu thế này. Ủi, rất là xa nha các bạn ơi. Mình nhớ đâu đó là cái corona của chúng ta thì cái gọi là cái điểm kết thúc ấy, điểm 150 con nó khoảng tầm trên đây này đấy. Mà nó bay một phát một tới tít tới đây luôn nha. Quá kinh các bạn ạ. Tiếp theo là một con xe thuộc dòng Sport có tên là Cholop Rally nha các bạn ơi. Một con xe mà mình thấy là mình cũng khá ít mà làm trong những cái thử thách, nên ngày hôm nay mình sẽ làm luôn nha. Rồi ok, đi này các bạn này. À, các bạn thông cảm cho cái là vừa rồi nó lag quá các bạn ơi. Đó, tại vì mình bốt quá nhiều virus corona mà nó chuyển động được ấy, đâm ra là game nó hơi lag tí nha. Thông cảm. Đây. Đấy, lại lag rồi này. Ui. Đừng té. Ôi, vẫn bay được, may quá. Lần này thì nó Santo theo phong cách là ngang luôn các bạn ạ. Ui giời, đủ thể loại Santo luôn.
Ok, và xem coi là nó qua hay không nha. Nhưng mà mình nghĩ là nó không qua đâu. Không biết là tầm bao nhiêu con virus đây. Úi giời ơi, động trúng có một con virus luôn rồi các bạn ạ. Và ngỏm luôn nha. Rồi, để xem coi con Chopop Riley này đi được bao nhiêu con nha. Con số 65 nha các bạn ơi. GB700W thuộc dòng Sport Classic là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Rồi, đi đây các bạn ạ. Xem coi nó cũng như thế nào nha. Wow, wow, wow. Có thêm cái lá cờ Việt Nam lúc slow motion thì nó đứng yên luôn. Nhìn hài vãi. Ok, và hiện tại GB700 của chúng ta đang đi được vận tốc là 1000 cây chuối trên giờ nha. Có hiệu ứng hơi lạng và lại lát nữa các bạn ạ. Ôi, ôi, ôi. 1400 rồi. Vẫn tiếp tục là hiệu ứng lát. Rồi, 1700 nha và bay nào. Tốc độ bay là 1809 mọi người ạ. Và bay cũng bị Santo ngang nha. Ôi, nhưng mà con này bay nhìn có vẻ đẹp đẹp này. Đẹp hơn con Robop đang Riley vừa nãy ha. Ôi, vẫn đang bay này, không biết qua được hay không đây. Ôi, không qua được luôn rồi các bạn ơi. Con virus corona này tôi làm siêu to khổng lồ quá. Đi tốc độ bay là 1800 mà còn không qua được này các bạn này. Quá ghê luôn nha. GP700 này bay được bao nhiêu con nha? 96 con nha. Một con số cũng khá đẹp dành cho con GP700 này nha. Tiếp tục là dòng Sport Classic, nhưng lần này là xe Chopper nha các bạn ơi. Một loại xe có thể lặn được ở dưới nước nha. Rồi ok, đi này các bạn này. Xem coi nó có đi thế nào nha. Rồi, slow motion lại các bạn ạ. Ồ, xe này không slow motion được tại vì nó đi được ở dưới nước các bạn ạ. Vãi chưởng ạ. Không slow được nha. Rồi vậy để mình cố mình lái để cho nó đi bay lên nào. Rất là lẹ con ạ. Tốc độ đang là 700 nha. Và bay nào. Ui trời ơi, bay nghiêng có một bên rồi. Mình nghĩ là slow motion thì mới bay qua được, chứ không slow chắc không qua nổi đâu mọi người ơi. Ui giời ơi, không biết là đáp vô đâu luôn các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng lên xem con Chopper này nó như thế nào nhá. À, 21 con nhé các bạn ơi. DVL Citin thuộc dòng Super là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Thì vừa rồi ấy, mình quên ấy, chưa thông báo với các bạn là đoạn siêu dốc của chúng ta là dài 2000m các bạn ạ. Và cái con virus corona của chúng ta là 150 con nha các bạn ơi. Và mỗi con nó cách là 100m, tương đương 150 con bằng 1500m bằng 15km nha các bạn. Nãy giờ cứ vậy chạy 3-4 con xe không nói với các bạn, đâm ra sợ các bạn bảo ủa sao mấy con virus này nhìn nó thấp vãi chưởng, nó đâu có xa đâu mà bay không qua được. Rồi ok, bây giờ đi này, tiếp tục này ha. Rồi, và DVL Citin đang slow motion và tốc độ của nó đang gia tăng lên tận 700 cây chuối trên giờ. Vẫn đang gia tăng nha các bạn ơi. Có hiện tượng hơi lạng lạng rồi. Ui ui, bắt đầu lại lag rồi này. Ui. Rồi 1800, 1900, 2000 nha các bạn. Ui, rất là nhanh luôn các bạn ơi. 2600, tắt slow nào. Wow, tốc độ bay là 2568 nha các bạn ơi. Và nó cũng bị Santo ngang nha. Không biết là DVL Citin thuộc dòng Super này không biết qua nổi hay không đây các bạn ạ. Tốc độ vẫn đang giảm. Còn 2200 các bạn ạ. Ui 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 ui. Wow, có thể là qua nha các bạn ơi. Ui 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 ui. Ok. Rồi, chiếc xe thứ hai thuộc dòng Super sau con Oxylip, chính xác là DVL Citin, cũng có thể qua được cái thử thách 150 con Corona này nha các bạn ơi. Felon GT thuộc dòng Cooper là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Rồi, đi luôn này. Rồi, lần này tiếp tục slow và xem coi nó có qua được cái thử thách 150 con Corona siêu to khổng lồ này hay không nhá. Hy vọng nó qua luôn đi. Nãy giờ chưa qua được một chiếc nào. À không, có một chiếc rồi. Đừng có mỗi chiếc nào các bạn ạ. Tét nãy giờ. Đập ra cũng hơi nản. Rồi, lần này cho nó qua nha mọi người. Ok, tắt slow này. Tốc độ bay là 1891 nha các bạn ơi. Và bay cũng rất là thẳng luôn. Để ý từ nãy giờ nó toàn Santo theo kiểu ngang ngang vậy các bạn ạ. Nó không Santo theo dọc nha. Ui, lần này chắc cũng không qua được rồi các bạn ạ. Quá nhiều virus corona. Ui. Rồi, không biết là đáp vào con số thứ bao nhiêu đây ha. Lên ngó thử luôn nha các bạn. 107 con là con số của con Felon GT này nha.
tới dòng xe cổ điển và con xe của mình test chính xác là Vigo Classic nha các bạn ơi. Một con xe gầm siêu thấp luôn các bạn ạ. Rồi ok, đi luôn này các bạn này. Slow lại luôn này. Rồi, tốc độ đang gia tăng nha. Có vẻ gia tăng hơi chậm và xe nó cũng không lạng cho lắm. Ui, tôi vừa nói không lạng cái nó lạng các bạn ạ. Rồi, tốc độ là 900 nha. Con này chắc cũng không có tương lai rồi các bạn ạ. Với cái quả tốc độ mới là 1200 thế này thì làm gì có tương lai cho nó. Ui giời, lại lag rồi này. Ui giời, từ từ nào, nhẹ nhàng. Và bay ha các bạn. Rồi, tốc độ bay là 1700, chuẩn xác 1700 luôn các bạn ạ. Và bay cũng rất là cao, rất là xa, nhưng mà chắc chắn là không đáp vô được con Corona rồi. Không qua hết được rồi các bạn ạ. Ui giời. Rồi lại tông vô không? Ui giời, vẫn tiếp tục tông vô con Corona thứ 70 mấy ấy, không nhìn rõ các bạn ạ. Rồi và chìm xuống dưới nước luôn nha. Giờ mình lên ngó thử này các bạn này. Chuẩn xác 81 con nha. Xe cổ điển mà bay được 81 con cũng ok rồi nhỉ. Tiếp theo là cào cào thuộc dòng mô tô off-road nha các bạn ơi. Rồi ok, quất luôn này. Xem coi nó cũng như thế nào nha các bạn. Rồi, slow motion thôi các bạn ơi. Thì đây là cái dòng mô tô đầu tiên mình test cho nó. Và nó cũng là dòng off-road nha các bạn ơi. Nên đâm ra là mình không dùng skill bay đâu. Tại vì các bạn biết rồi đấy, cứ mỗi lần xe mô tô, bất kỳ loại mô tô nào luôn nha, dùng skill bay thì nó đều bay tốc độ vô cực. Đâm ra là mình không dùng nha mọi người. Thả chay luôn nha. Rồi, và cào cào đi được với vận tốc là 17 cây chuối. Ok, tắt slow này. 1700 chứ phải 17 nha, lại nói lộn. Úi giời ơi, rồi thôi, chìm luôn rồi. Vãi cả trưởng à. 1700 cây chuối và đã chìm luôn rồi nha các bạn ơi. Rồi, để xem coi cào cào đi được với bao nhiêu con Corona ha. 22 con nha các bạn ơi. Maxi là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Phải nói là lâu rồi không test về con Maxi nên hôm nay phải test về nó trong cái thử thách Corona này nha các bạn. Rồi ok đi này các bạn này. Xem coi nó như thế nào luôn nhá. Rồi bật slow lên này. Rồi hiện tại taxi đang đi với chế độ slow motion của anh Tây Đen các bạn ạ. Rồi 700 nha. Khá khỏe đấy ha. Ngàn rồi này. Rất là nhanh đấy ha. Rồi 1400 bắt đầu có hiện tượng hơi giật giật rồi. Xe muốn bay ra rồi các bạn ạ. Rồi 1700, 1800 nha. Và tắt slow nào. Rồi vậy là tốc độ bay là 1921 nha các bạn ơi. Cũng bị gọi là bay ngang ha. Không biết qua nổi hay không đây, xem thử nhé mọi người. Mình thấy lên được cái con số là 70 rồi này. Wow, bay khá xa. Rồi gần 100 luôn. 100 nha mọi người. Ôi. Taxi cũng rất là khủng nha mọi người. Bay qua được 118 con luôn này các bạn này. Lamborghini là chiếc xe tiếp theo của chúng ta luôn nha các bạn ơi. Rồi đi đây các bạn ạ. Slow tiếp luôn các bạn ơi. Đầm đấy, đầm được. Nãy giờ mới có một con xe đầm như thế này các bạn ạ. Ok đấy. Ngàn hai luôn rồi. Tốc độ rất là nhanh nha. Con này mình nghĩ bay qua được này. 2001 luôn con ạ. Ui. Nhanh quá. Rồi và bay ra. Tốc độ bay cũng là 2001 nha các bạn ơi. Mình nghĩ con này có thể qua được 150 con virus Corona nha. Ôi. Nhưng mà sao tốc độ giảm nhanh thế nhờ. Ui vai cả trường ạ. Trời ơi. Rồi thôi ngỏm rồi. Trời. Trời, quả tốc độ 2001 mà bay còn thua cả những cái loại xe mà tốc độ yếu hơn nữa các bạn ạ. Và nó đáp ấy, thì hình như là được con số 61 các bạn ơi. Ui, vãi trường cả Lamborghini ạ. Tiếp theo là Dubstar 6x6 nha các bạn ơi. Một con xe thuộc dòng off-road ha. Rồi đi luôn. Cảm giác không có tương lai với những cái loại xe như kiểu off-road, xe đặc biệt hay là xe sport, classic, rồi cổ điển các kiểu đấy. Giờ chuyển qua dòng 6 lốp luôn. Nãy giờ chỉ một mình con Ocelot ở đầu game là qua được thôi nha các bạn. Ui, lại lag nữa rồi. Ui. Rồi, tốc độ là 1800 các bạn ạ. Không biết là xe 6 bánh thì nó như thế nào đấy. Tắt slow này. Rồi, tốc độ bay vừa nãy mình đo được là 2200 nha. Và bay cực kỳ thẳng luôn các bạn ạ. Thẳng tút 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 luôn nha.
nhưng mà chắc không qua nữa rồi bạn ơi. Trời, test phải 7-8 con xe rồi mà. Ui, chưa qua nổi nha các bạn. Hummer Limo là chiếc xe tiếp theo của chúng ta luôn nha các bạn ơi. Và con xe này thì nó thuộc dòng SUV nha. Rồi, ok đi này. Lần này bật slow xong rồi mới gọi là tăng tốc lên cho nó là gọi là chạy nhanh nhất có thể các bạn ạ. Xem coi nó qua nổi hay không luôn nha. Cày nắng rồi đấy, lãi giờ rồi. Chả lẽ Việt Nam chúng ta phải thua con virus này? Ừ, không, không thể như thế được các bạn ạ. Rồi, bay này. Tốc độ bay là 2400 tiếp nha các bạn ơi. Và xe bay thẳng y chang Duster luôn. Lần này phải qua các bạn ạ. Phải qua. Ôi, nhưng mà hình như không qua nổi nữa rồi mọi người ơi. Oh my god. À mình quên nha. Thì cái con virus corona này là cứ mỗi một con làm to là 22 mét. Ui, lại tông vô nữa này. Và nó cách nhau là 100 mét một con nha các bạn. Có nghĩa là 150 con virus thì nó sẽ là 15 cây số, tương đương với lại 15.000 mét nha. Lấy chớ là chỉ có 2.000 mét thôi và bay là phải bay qua 15.000 mét các bạn ạ. Tiếp theo là một con xe thuộc dòng Drift có tên là Blisa Kayo nha các bạn ơi. Thuộc dòng Dinka luôn đấy ha. Rồi ok, bây giờ đi này các bạn này. Slow lại cái này. Xem coi nó cũng như thế nào nha. Ui, xe Drift gì mà đi đầm thế nhở. Ui, không lạng luôn các bạn ạ. Thẳng bắt luôn. Rồi, và tốc độ đang là 600 nha. Ui, nhanh đấy. 800 rồi. Ngàn luôn các bạn ạ. Bắt đầu có hiện tượng hơi giật lag rồi. Ngàn 3 nha. Ngàn 4, ngàn 5. Ngàn 6. Rồi, và tắt slow này. Tốc độ bay là 1690 nha. Và bay cũng rất là thẳng luôn. Ui, dòng Drift đấy các bạn ạ. Mà nó lại không kiểu rip bánh. Kỳ nhờ. Ui, nhưng mà đáp thì cũng không xa cho lắm các bạn ạ. Tại tốc độ bay có ngàn 6 mà gần ngàn 7. Đáp thì được ở vị trí nào đây? Lên xem thử luôn nhá. À, hôm nay mình sâu hơi lâu cái dụ mà xem và mong mọi người thông cảm nha. Tại vì mình cũng muốn biết là con xe đáp vào vị trí bao nhiêu ấy. Đó, cho nên là mình sẽ sâu như vậy luôn nha. Và hiện tại thì con xe Blisa Kayo này nó đáp được ở vị trí là con số 44 nha các bạn ơi. 44 virus corona siêu to khổng lồ nha. Tiếp theo là một con xe van của danh hề Sẹc Lô nha các bạn ơi. Đây, xe của danh hề các bạn ạ. Xe hề đấy ha. Rồi, đi này các bạn này. Slow luôn. Rồi, tốc độ đang gia tăng lên từng cây chuối các bạn ạ. Rồi, khá ổn rồi đấy ha. Thì như các bạn biết đấy, thì mình đang đọc những cái tên của những cái con xe này này là tên ở trong game GTA 5 luôn nha các bạn. Không phải tên ở ngoài đời thật đâu. Nên là ra đừng ai bảo là mình đọc sai nhá. Đấy, mình đọc đúng đấy các bạn ơi. Đúng nhưng mà tên nó ở trong game nha. Chứ còn tên ngoài đời thật mình mò cũng hơi lâu ấy. Thật ra mình cứ vậy là đọc tên ở trong game thôi nha, cho nó dễ nhớ à. Rồi ok, tắt slow này. Xe của danh hề Sẹc Lô này thì nó cũng bay theo phong cách gọi là Santo ngang rồi. Tốc độ bay đang là ngàn nhá. Vẫn có xu hướng đang giảm các bạn ạ. Rồi, và đáp ở đâu đây? Ui, gần tông một con virus corona. Miếng thì đã là tông à. Rồi, và chúng ta xem thử nhá. Ok, ở con virus này và chuẩn chính xác 50 con nha các bạn ơi. 50 con virus là thông số của con xe hề Sẹc Lô này nha các bạn. Xe tải cỡ lớn nha các bạn ơi. Có tên là Goalander nha. Rồi ok, đi luôn này con này. Rồi, slow motion lại luôn các bạn ơi. Không biết xe tải cỡ lớn này sẽ như thế nào ha. Nói chung đây là một con xe mà chạy với tốc độ vô cực cũng khá là cao đấy mọi người ạ. Đấy, không biết là thử thách này nó có đạt được tốc độ vô cực và bay qua nổi hay không nhá. Rồi, 2600 các bạn ạ. Tắt slow này. Tốc độ bay mà vừa nãy mình xem được là 2700 thì phải các bạn ơi. Và bay cũng khá là xa và cao nha. Ui, nhưng mà chắc là không bay qua nổi đấy mọi người ạ. Giờ mới bay qua được cái con thứ 45 thì sao mà qua nổi ha. Ui giời ơi, rồi thôi, ngọp luôn. Tưởng nó qua được cái thử thách này mới mang nó vô chứ không qua thôi. 53 là con số của Goalander nha các bạn ơi. Everon là con xe off-road tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Và ok, đi luôn đây các bạn ạ.
Tiếp tục slow nào mọi người ơi. Ui, vừa slow cái mất lốp và đi rất là khó các bạn ạ. Mình phải tắt giữ ga và tiếp tục là cho nó lạng một bên. Ui ui, lạc thế. Ui giời ơi, lạc còn hơn cả những cái loại xe vừa rồi nữa các bạn ạ. Lạc mà không thấy cái đồng hồ đo tốc độ đâu luôn. Rồi, và tốc độ bay là 2.900 nha các bạn. Ok chưa? 2.900 bay cực kỳ thẳng luôn này. Có thể đây là con xe tiếp theo sẽ qua được cái thử thách này nha. Rất nhanh. Ui ui ui, quá ông, quá ông. Rồi, chắc chắn là qua rồi các bạn ạ. Lần này không qua nữa, khôi chặt chim. Úi giời ơi, rồi qua nha mọi người ơi. Đấy, tôi bảo mà, tôi nhìn là biết là qua rồi, chứ không cần phải nói nhiều đâu. Ok, vậy là Everon này cũng có thể qua được cái thử thách này nha các bạn ơi. Vâng, và đây chính xác là chiếc xe cuối cùng cho cái buổi test của chúng ta nha các bạn ơi. Chính xác là Rino Tank, một con xe tăng nha các bạn. Đấy, con này gắn cái cờ Việt Nam vô nữa, cảm giác lòng yêu nước của Khôi Michael này nó lên tới tận là tột đỉnh luôn rồi các bạn. Nhìn rất phê hả các bạn. Rồi, ok, bây giờ đi này, xem coi Rino Tank sẽ như thế nào nhá. À, hay quá các bạn ơi. Rino Tank có thể slow motion được. Cứ tưởng nó có cái súng như thế này thì nó không slow được, nhưng mà slow được thì quá tốt các bạn ạ. Ủa, nhưng mà sao tốc độ limit rồi? Sao có 333 thế này? Nãy mình quên chưa mốt 1 tỷ mã lực, nên đâm ra là nó đi được 333. Bây giờ mình đã mốt nó rồi nha các bạn. Để xem coi lần này nó đi được bao nhiêu nhá. Ok, đi lần 2 này. Slow tiếp này các bạn này. Lại để cái độ lặng lên tới tận là 8 số 9. Bây giờ chỉnh xuống còn 4 số 9 thôi nha mọi người. Xe tăng mới đi được các bạn ạ. Rồi, ok, bây giờ quất này các bạn này. Lần này không đi được nữa thì tôi tuyên bố rằng tắt game. À, ok đi nha. Rồi, slow motion này. Vâng, và xe tăng đã đi được rồi các bạn ạ. Mày qua tưởng không đi được nữa thì thôi tèo thử thách. Tới tận con xe cuối cùng rồi đấy. Ơ, nhưng mà thế méo nào nó vẫn đi được 333 nhở. Thôi kệ đi ha các bạn. Biết sao được bây giờ, xe tăng đã mắc tốc độ là như vậy rồi. Bây giờ thì tắt slow xem coi nó đi được hơn hay không nha. Vẫn vậy mọi người ơi, có xu hướng tốc độ đang giảm đi nữa kìa. Mặc dù mình đã để cái độ nặng là 4 số 9 thôi nha. Ui, kỳ nha. Mọi hôm xe tăng đi rất là ngon, sao hôm nay đi cùi bắp thế nhở? Không hiểu nữa các bạn ạ. Rồi, và chắc chắn là nó không bay qua được rồi. Chắc chắn luôn các bạn ơi. Ui giời, nặng lắm. Tốc độ bay có 250 thôi à. Ui giời, lại ngỏm nữa luôn các bạn ạ. Rồi, để xem coi nó đi bay qua được bao nhiêu con virus nha. Con số 5 nha các bạn ơi. Ok chưa? Đúng con số 5 này nha. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã làm xong một số thử thách này rồi. Thì kết luận của mình rằng á, là tất cả các loại xe hầu như đều không qua nha bạn. Ngoại trừ cái dòng off-road có con Everon với lại dòng Super thì hầu như là qua hết nha. Mình test hai con Super thì hai con nó đều qua luôn. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Còn mấy thể loại khác thì nó không thể nào qua được nha mọi người. Ok chưa? Rồi, và chắc có thể là video này của mình cũng tạm kết thúc tại đây thôi. Thì nếu các bạn thích video này của mình, nhớ cho mình một nút like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nha. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng dưới video này giúp mình nha các bạn ơi. Và ok, bây giờ clip đây thôi. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Ciao.